Trong những năm gần đây, các nhà chức trách của Hàn Quốc đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại tội phạm tình dục trực tuyến. Bởi thực tế hiện nay thì tội phạm tình dục đang sử dụng các kỹ thuật ngày càng tinh vi. Ông Tô Ly Kim, một thành viên của công ty Santa Cruz, một công ty chuyên giải quyết những vấn đề liên quan đến tội phạm tình dục trực tuyến tại thủ đô Seoul, đang hàng ngày làm việc rất chăm chỉ. Trong suốt 6 năm qua, ngày nào ông cũng chăm chú tìm kiếm các video đồ họa về những người phụ nữ khỏa thân và những video về tội phạm tình dục. Nhiệm vụ của ông là tìm kiếm những video có liên quan. Khi khách hàng cho chúng tôi một từ khóa, chúng tôi sẽ tìm kiếm và đưa ra một danh sách các bài báo có liên quan và sau đó sẽ yêu cầu công ty của chúng tôi xóa. Có những khách hàng bị những chiếc camera chụp lén và hình ảnh ấy được đưa lên mạng, cô ấy cảm thấy như mọi người đang cười mình và dần dần cô ấy cảm thấy sợ hãi và không dám giao tiếp với mọi người. Chúng tôi giám sát các trang web khiêu dâm vì những video bị rò rỉ có thể xuất hiện trên mạng xã hội bất cứ lúc nào. Chính quyền thủ đô Seoul cũng từng khuyến cáo rằng phụ nữ nên cảnh giác những người đáng nghi thường xuyên đặt tay lên kính, mũ, bút hoặc những đinh vít nhỏ gắn liền trên phụ kiện cầm tay vì có thể dễ dàng điều chỉnh camera ẩn. Chính quyền cũng đã phát động cuộc chiến toàn diện nhằm xóa sạch nạn lắp camera biến thái tại những nơi công cộng.